Đây, thưa các bạn, đây chính là khoang lái chính của Toyota Vios phiên bản mới này. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Đây là xe nguyên bản, chưa động một chút nào, chưa phải làm bất kỳ một cái chi tiết nào gọi là độ cả. Màn hình DVD theo xe, điều hòa tự động, thiết kế hoàn toàn mới. Và đây chính là thiết kế dạng cảm biến này. Màn hình DVD Pioneer, điều hòa này, hộp số tự động vô cấp CVT. Bên này là tay lái, bọc da mạ bạc. Chúng ta sẽ lên trên để xem kỹ một chút nhé. Giới thiệu các bạn, đây chính là bảng đồng hồ Tablo. Cái xe này thì chúng ta có một cái sự thay đổi rất là mới so với các bản cũ. Các bạn sẽ quan sát được phần này nhé. Bây giờ tôi sẽ tắt đi bật lại, các bạn nhìn nó có gì lạ không ạ. Tôi bắt đầu bật lại ạ. Các bạn nhìn chưa? TRC và cả VSC, chống trượt và cân bằng điện tử. Cuối cùng thì Vios cũng đã được trang bị rất là đầy đủ, tuyệt vời luôn. Hệ thống tay lái này, bọc da mạ bạc, tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm. Ở phía bên này là lên xuống cửa này, khóa cửa trung tâm, gương điều chỉnh điện, cục điện. Vios thậm chí còn được trang bị cả cảm biến sau này. Đây tính là tắt cái tính năng TRC, kiểm soát lực kéo. Bên này chúng ta sẽ có màn hình DVD, một đĩa 6 loa của Pioneer, có đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Phía dưới là bảng đồng hồ và bảng điều khiển điều hòa, rất là lạ mắt. Và thiết kế tất cả những cái này đều là giải cảm ứng hết. Đó, điều hòa của Vios từ xưa nay các bạn biết rồi, không để chê được bất kỳ một cái gì cả. Chúng ta sẽ có thêm này, cuối cùng thì Vios đã có nút bấm khởi động thông minh, đi kèm với chìa khóa thông minh. Tuyệt vời không ạ? Cần số. Toàn bộ cái khu vực bảng điều khiển trung tâm này chúng ta được thiết kế mới hoàn toàn, rất là lạ mắt nhưng mà cực kỳ đẹp. Giá bán của chiếc Vios này hiện tại rơi vào khoảng tầm hơn 600 triệu. Thì các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với tôi theo số máy 0971054858. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn bất kỳ lúc nào, 24/24 luôn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.